Minh được Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thượng đến, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Các Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Lộ diện tháng phát tài lớn nhất Quý Sửu 1973, vận khí sung mãn, tài lộc ngút trời, đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị Quý Sửu thân mến, nếu có một người nào đó không tốt với Quý Sửu, Quý Sửu đừng nên quá bận tâm hay phiền lòng với họ. Trong cuộc sống của Quý Sửu, không ai có nghĩa vụ phải tư xử tốt với bạn trừ cha mẹ, còn với những người tốt với Quý Sửu, Quý Sửu nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng Quý Sửu cũng cần phải có chút đề phòng, bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ. Hãy nhớ, họ tốt với Quý Sửu không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến Quý Sửu. Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của Quý Sửu. Vì thế, nếu sau này người Quý Sửu yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi Quý Sửu có thể đặt niềm tin, Quý Sửu cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, Quý Sửu đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu, nhưng Quý Sửu chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của Quý Sửu. Trên đời này không có gì là nhất cả. Tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời Quý Sửu, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa Quý Sửu, Quý Sửu hãy học cách chờ đợi, hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn Quý Sửu lắng lại, rồi nỗi đau của Quý Sửu cũng sẽ dần biến mất. Quý Sửu đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn. Quý Sửu có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Quý Sửu có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng Quý Sửu không thể kỳ vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi Quý Sửu tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với Quý Sửu. Hãy nhớ điều này, nếu không Quý Sửu sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống. Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau. Cho dù trong cuộc sống bận rộn Quý Sửu ít khi gặp mọi người, nhưng Quý Sửu hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương Quý Sửu hơn. Minh Đường Tử Vi hiểu rằng Quý Sửu đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách chông gai của cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Quý Sửu hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều hơn một nụ cười Quý Sửu nhé. Minh Đường Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Quý Sửu, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây, không để cô bác anh chị Quý Sửu phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Quý cô bác anh chị Quý Sửu thân mến, sau một thời gian cần mẫn nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu tử vi khác nhau, đội ngũ Minh Đường Tử Vi đã làm ra video lộ diện tháng phát tài lớn nhất Quý Sửu 1973, vận khí sung mãn, tài lộc ngút trời, đúng 3 tháng tới, nhằm dự ngôn luận giải tổng quan tử vi hàng tháng cho quý bản mệnh Quý Sửu được xa hơn, để bản mệnh Quý Sửu có thể phần nào nắm được vận trình của mình trong những tháng tiếp theo và sống một cuộc sống bình an, mạnh khỏe. Tuy nhiên, luôn có những biến cố xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, nên có thể những luận giải của Minh Đường Tử Vi sẽ không thật sự đúng với một số người. Vậy nên Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng dù những dự ngôn, luận giải trong video này là tốt hay xấu, mong rằng bản mệnh Quý Sửu hoan hỷ đón nhận. Thưa quý cô bác anh chị Quý Sửu, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi học, bước vào khoảng thời gian đúng 3 tháng tới, đó là tháng 3, tháng 4 và tháng 5 âm lịch, vận trình của bản mệnh Quý Sửu sẽ có cả hung lẫn cát. Nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào Quý Sửu tận dụng những lời dự ngôn, luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào.
Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Quý Sửu cũng có thể biết trước được thiên cơ để xoay chuyển càn khôn. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác anh chị nhé. Đầu tiên, xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi Quý Sửu tháng 3 âm lịch năm 2024. Tháng 3 âm lịch năm 2024 được dự báo là một tháng đầy may mắn và thuận lợi cho bản mệnh Quý Sửu. Theo các nhà tử vi, nguyệt lệnh dưỡng sẽ mang lại sự ủng hộ và giúp đỡ từ những người xung quanh trong công việc cho Quý Sửu. Điều này tạo ra nhiều cơ hội để Quý Sửu phát huy khả năng và đạt được những thành tựu cao quý. Quý Sửu được mô tả là người rất thông minh và sáng tạo, khả năng khai thác thông tin quan trọng và áp dụng vào công việc của mình giúp Quý Sửu tạo được ấn tượng tích cực với đồng nghiệp và sếp, không ngại thử thách, luôn tìm kiếm những ý tưởng mới lạ. Quý Sửu đã được khen ngợi và công nhận cho những thành quả của mình. Ngoài ra, tính cách chân thành và thân thiện cũng là điểm mạnh của Quý Sửu, khả năng giao tiếp cởi mở, lắng nghe ý kiến của người khác, chia sẻ và hợp tác với mọi người, giúp Quý Sửu được yêu quý và tôn trọng. Tháng mới với nguyệt lệnh dưỡng cũng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều người bên cạnh ủng hộ và động viên Quý Sửu, cũng như mở rộng mối quan hệ và tìm được những đối tác tin cậy. Trên phương diện tình cảm, Quý Sửu cũng được dự đoán sẽ có những tin vui, thái âm cát tinh giúp Quý Sửu giải quyết những vướng mắc và khó khăn trong chuyện tình duyên. Nếu Quý Sửu là nữ giới, nữ Quý Sửu sẽ gặp được người yêu thương và quan tâm. Nếu Quý Sửu là nam giới, nam Quý Sửu sẽ có thể thổ lộ tình cảm với người mình thích, cũng như cải thiện mối quan hệ với người yêu hoặc vợ chồng. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều suôn sẻ. Kiếp tài cho biết Quý Sửu có thể gặp phải những ý kiến trái chiều hoặc phản đối từ những người xung quanh. Điều này có thể xuất phát từ sự không hiểu biết hoặc ghen ghét với thành công của Quý Sửu. Trong trường hợp này, Quý Sửu không nên để bị ảnh hưởng bởi những lời nói tiêu cực hay xấu xa của người khác. Việc tự tin vào bản thân và làm theo đúng lương tâm là điều quan trọng. Ngoài ra, Quý Sửu cũng cần biết kiềm chế cảm xúc và xử lý tình huống một cách khôn ngoan. Đồng thời dành thời gian cho gia đình và người thân cũng là điều quan trọng. Họ luôn yêu thương và quan tâm tới Quý Sửu nhất. Với những dự báo tích cực về công việc, mối quan hệ và tình cảm, tháng 3 âm lịch năm 2024 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho Quý Sửu. Tuy nhiên, Quý Sửu cũng cần tỉnh táo và kiên nhẫn đối diện với những thách thức có thể phát sinh. Việc duy trì sự cân bằng giữa công việc, mối quan hệ và tâm hồn sẽ giúp Quý Sửu tiến xa hơn trên con đường thành công và hạnh phúc. Tháng 3 âm lịch năm 2024 là một tháng khá bình yên và ổn định về tài chính cho tuổi Quý Sửu, không gặp phải những biến động lớn. Không có những chi tiêu bất ngờ hay những khoản thu nhập bất thường, nếu có nhận được thưởng thì cũng chỉ là một khoản nhỏ nhằm khích lệ tinh thần làm việc của Quý Sửu. Tuy nhiên, Quý Sửu không nên để tiền bạc trở thành trung tâm của cuộc sống, khiến Quý Sửu mất đi sự nỗ lực và cố gắng. Quý Sửu cần nhớ rằng, sức mạnh của Quý Sửu là ở nội lực bên trong, là ở khả năng vượt qua khó khăn và thử thách. Quý Sửu không nên phụ thuộc vào những lời động viên hay khen ngợi từ bên ngoài, vì có khi Quý Sửu sẽ thấy thất vọng và buồn bã vì những điều đó. Thay vào đó, Quý Sửu hãy xem những thành quả mà Quý Sửu đã đạt được là một niềm may mắn và hạnh phúc. Quý Sửu hãy dùng điều đó làm động lực để tiếp tục theo đuổi những mục tiêu mới, những kế hoạch mới, những tham vọng mới. Quý Sửu có thể tìm kiếm những cơ hội gia tăng thu nhập, đầu tư vào những lĩnh vực mới hoặc mở rộng quan hệ xã hội để tạo ra những nguồn lợi mới. Ngoài ra, Quý Sửu cũng nên biết chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh khi họ gặp khó khăn hay cần sự hỗ trợ. Quý Sửu không nên tiết kiệm quá đà hay ích kỷ quá mức. Quý Sửu cần hiểu rằng, khi Quý Sửu giúp người khác, Quý Sửu cũng đang giúp chính mình. Quý Sửu sẽ nhận được sự trân trọng và tôn trọng từ người khác và cũng sẽ tăng thêm vận may cho bản thân. Tháng 3 âm lịch là tháng có thời tiết khá khắc nghiệt, khiến bản mệnh Quý Sửu gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ sức khỏe. Thời tiết thất thường, nhiệt độ biến động lớn, không khí ô nhiễm là những yếu tố có thể gây ra các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, da liễu cho bản mệnh Quý Sửu. Do đó, Quý Sửu cần phải chú trọng đến việc ăn uống hợp lý, cung cấp đủ dinh dưỡng và vitamin cho cơ thể, đồng thời tăng cường sức đề kháng để phòng ngừa các bệnh tật. Bản mệnh Quý Sửu là người có tính cách kiên cường, bền bỉ, luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến cho Quý Sửu quá mức căng thẳng, áp lực, thiếu thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Điều này không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà còn làm giảm hiệu quả công việc của Quý Sửu. Vì vậy, Quý Sửu cần phải biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, dành cho mình những khoảnh khắc thư giãn giải tỏa stress, chia sẻ cảm xúc với người thân và bạn bè. Bản mệnh Quý Sửu cũng nên quan tâm đến vấn đề khí huyết của bản thân, vì nếu khí huyết không được lưu thông tốt, sẽ gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, uể oải,
chóng mặt hoa mắt, để điều hòa khí huyết, Quý Sửu nên áp dụng những phương pháp sau. Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya hoặc ngủ quá sớm, tránh những tác nhân gây stress như tiếng ồn, ánh sáng chói, không khí ô nhiễm. Tham gia các hoạt động giải trí sở thích cá nhân như đọc sách, nghe nhạc, xem phim, ăn uống đa dạng, chọn những loại thực phẩm giàu màu sắc như rau xanh, đậu, thịt nạc, uống nhiều nước, tránh uống các loại nước có ga, cà phê hoặc rượu bia, tập thể dục thường xuyên, nhất là những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, thiền. Quý Sửu là người có trách nhiệm cao với công việc và gia đình, nhưng để có được một cuộc sống hạnh phúc và thành công, Quý Sửu cũng cần phải biết quan tâm đến bản thân, chăm sóc sức khỏe và tinh thần. Chúc bản mệnh Quý Sửu có một tháng 3 âm lịch an lành, khỏe mạnh. Vừa rồi là dự ngôn luận giải tổng quan về tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Quý Sửu. Vậy bước sang tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc, sức khỏe và công việc của bản mệnh Quý Sửu sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời cô bác anh chị Quý Sửu cùng lắng nghe. Dự ngôn tổng quan tử vi tuổi Quý Sửu trong tháng 4 âm lịch năm 2024. Theo luận giải mới nhất Minh Đường tử vi tháng 4 âm lịch, sức khỏe của tuổi Quý Sửu trong tháng không có gì đáng phải lo ngại. Bản mệnh có thể mắc phải bệnh vặt khi chuyển mùa, nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý là ổn. Thời điểm này nắng nóng kéo dài, bản mệnh nên có ý thức bảo vệ chính mình. Đừng đi ngoài nắng quá lâu, cần dừng lại trong bóng râm nghỉ ngơi để giảm nhiệt cho cơ thể, chú ý uống nhiều nước để không bị mất nước quá nhiều. Luận tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của người tuổi Quý Sửu, mặc dù công việc vất vả không ít trở lực, nhưng vẫn may về phương diện tài chính sẽ kéo vận trình tổng quan của người tuổi Quý Sửu cân bằng trở lại. Tài lộc trong tháng khá sáng, đầu tư lúc này là đúng thời điểm, có thể gặt hái kết quả khả quan. Nếu đang ấp ủ dự định đầu tư hay kinh doanh nào đó, đừng do dự quá nhiều, mạnh dạn tiến hành ắt có thu hoạch. Người làm công ăn lương vẫn có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính, tuy nhiên, các khoản ngoài luồng hầu như không có, chi tiêu không thoải mái như trước, vẫn cần liệu cơm gắp mắm. Lấy phương châm tích lũy làm trọng, các khoản chi phí bất ngờ phát sinh trong tháng khá nhiều, như đi thăm người ốm, tham dự đám hiếu hỉ, nên chuẩn bị khoản tiền dự trữ để không bị rơi vào tình thế thụ động. Người kinh doanh buôn bán có một tháng bôn ba vất vả, song thành quả thu về cũng xứng đáng, khởi đầu quá trình tiến hành công việc không mấy thuận lợi. Nhưng bằng cách xử lý khôn khéo và phản ứng nhanh nhạy, tuổi Quý Sửu kịp thời tìm ra cách giải quyết ổn thỏa, vẫn có thể thu về thành quả nhất định, không đến mức quá tệ. Phi tinh tháng có bát bạch đương vận tại hướng đông, gặp được cửu tử bay tới, mức độ tăng tiếng tài lộc sẽ mạnh lên rất nhiều, cần chủ động nắm bắt cơ hội. Nếu phòng ngủ hoặc bàn làm việc của Quý Sửu ở hướng đông và được bố trí phong thủy hợp lý, chứng tỏ Quý Sửu sẽ gặp may mắn về tài chính hơn người khác. Để gia tăng hỉ khí của cửu tử các tinh, bản mệnh có thể bài trí một số vật phẩm phong thủy mang màu sắc của hành hỏa hoặc mộc như quả cầu phong thủy, đá thạch anh màu hồng, đỏ, cam, tỳ hưu màu đỏ. Để nắm rõ biến động về tài chính mỗi ngày, tuổi Sửu hãy theo dõi tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Xem Minh Đường tử vi năm 2024, tuổi Quý Sửu bước sang tháng 4 âm lịch với vận khí hanh thông, gặp nhiều điều may mắn, cát lợi. Một khi đã hạ quyết tâm làm gì Quý Sửu sẽ làm cho bằng được. Nhờ vào chính nỗ lực bản thân cộng thêm với đôi chút may mắn từ vận trình, đây chính là thời điểm để Quý Sửu tỏa sáng, làm mọi điều mình muốn hoặc đã ấp ủ từ lâu, tỷ lệ thành công rất cao. Công việc trong tháng tiến triển suôn sẻ, làm gì cũng có đầu có cuối, sự nỗ lực được quy đổi bằng thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, Quý Sửu đều hài lòng với những gì đã đạt được. Việc ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn trong tháng diễn ra khá thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, mang về cho Quý Sửu không ít lợi nhuận, tình hình kinh doanh buôn bán ngày càng khả quan. Tháng này doanh thu đạt được có thể bù cho cả 2, thậm chí 3 tháng trước, theo đó ngay từ đầu tháng Quý Sửu cần lên kế hoạch kinh doanh càng chi tiết càng tốt. Bước sang tháng 4 âm lịch, tuổi Quý Sửu tiếp tục đón nhận những cảm xúc thăng hoa trong tình yêu, gia đạo an lành hầu như không xảy ra mâu thuẫn giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái hay các mối quan hệ họ hàng. Đây là thời điểm lý tưởng để các cặp vợ chồng kết hôn đã lâu hâm nóng lại tình cảm, hai người có thể sắp xếp một vài bữa tối lãng mạn, chuyến đi chơi xa để dành thời gian bên nhau nhiều hơn để cùng ôn lại kỷ niệm xưa, thắp lên những tia sáng ấm áp vun đắp tình yêu vốn đã bị gánh nặng cơm áo gạo tiền chèn ép. Cuộc sống hôn nhân không đơn giản như khi còn yêu đương, nó khiến tình yêu dần phai nhạt hoặc chuyển sang một biến thể khác. Thậm chí có cặp đôi còn quay ra mâu thuẫn chỉ trích lẫn nhau, nếu không sớm nhìn nhận lại vấn đề, ai nấy đều cố chấp thì hạnh phúc gia đình dễ bị đe dọa. Theo phi tinh tử vi tháng 4 âm lịch, nhất bạch đào hoa tinh đồng cung ở trung cung, nhất bạch cung thì vận đào hoa tăng lên gấp đôi, hỉ khí càng thêm dồi dào,
Người tuổi Quý Sửu có thể ứng dụng phong thủy để kích hoạt vận đào hoa, giúp nhân duyên thêm vượng, bày trí hoa tươi. Dọn dẹp vị trí chính giữa ngôi nhà gọn gàng sẽ thu hút vận đào hoa cát, có lợi cho việc tìm kiếm đối tượng ưng ý cũng như hóa giải các mâu thuẫn tình cảm lứa đôi. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video lộ diện tháng phát tài lớn nhất Quý Sửu 1973, vận khí sung mãn, tài lộc ngút trời, đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị Quý Sửu thân mến, cô bác anh chị còn đang lắng nghe không ạ? Minh Đường Tử Vi biết rằng thời tiết những ngày vừa qua chẳng dễ chịu là mấy, cô bác anh chị có cảm thấy khó chịu trong người không ạ? Cô bác anh chị nhớ uống nước đều đặn để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho máu tuần hoàn và lưu thông cô bác anh chị nhé. Nếu cuộc sống này có làm cho cô bác anh chị cảm thấy mỏi mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút, đừng quá gắng sức trong những ngày thời tiết thất thường này. Chỉ cần cô bác anh chị còn mạnh khỏe thì Minh Đường Tử Vi tin rằng với sự phấn đấu và nỗ lực của mình, đến một ngày nào đó cô bác anh chị sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Và nếu có thời gian, cô bác anh chị hãy gửi đến đội ngũ biên tập kênh một chút năng lượng thông qua việc nhấn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để Minh Đường Tử Vi biết được cô bác anh chị còn đang lắng nghe những dòng tâm sự này. Minh Đường Tử Vi không mong gì hơn, chỉ mong cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Đó là những lời chân thành từ tận tâm trang những người phụng sự Minh Đường Tử Vi suốt chặng đường vừa qua. Cuối cùng sẽ là dự ngôn tổng quan tử vi bản mệnh Quý Sửu trong tháng 5 âm lịch năm 2024. Nhất bạch gặp nhị hắc cho thấy, sức khỏe của người tuổi Quý Sửu lúc này không được tốt, có người bị thận hoặc tiết niệu. Tháng này con giáp tuổi Quý Sửu thường xuyên bị áp lực công việc đè nặng, nên Quý Sửu thường xuyên trong tâm trạng lo lắng, hoang mang. Để tránh công việc dở dang, Quý Sửu không nên ôn đồn nhiều quá. Luận tử vi tháng 5 âm lịch của người tuổi Quý Sửu, có thể vì giúp đỡ ai đó mà Quý Sửu làm việc quá sức, khiến cuộc sống càng mệt mỏi thêm và sức khỏe không được đảm bảo, Quý Sửu nên học cách nói không khi cần. Ngoài ra, khi có chút thời gian, Quý Sửu nên nghỉ ngơi hoàn toàn, tránh trường hợp cố làm thêm việc gì đó, khiến Quý Sửu chẳng được thảnh thơi một giây phút nào. Thiếu thời gian cho bản thân, với những ai lơ là việc tập luyện thì lúc này là lúc chỉnh đốn lại bản thân, quay lại nề nếp cũ. Muốn khỏe để làm việc thì đừng quên thể dục thể thao. Bản mệnh nhớ theo dõi thêm tử vi hàng ngày của 12 con giáp để không phải chịu thiệt thòi. Trong thời kỳ mà áp lực công việc ngày càng gia tăng, người tuổi Quý Sửu cần phải tìm cách giữ gìn sức khỏe và tinh thần để đối phó với những thách thức, đừng để bản thân mình bị áp đảo bởi công việc mà quên đi sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Để giữ gìn sức khỏe tốt, người tuổi Quý Sửu cần tập trung vào việc cân đối cuộc sống, bao gồm cả sức khỏe về thể chất và tinh thần. Hãy dành thời gian để rèn luyện cơ thể thông qua việc tập luyện thể dục đều đặn và ăn uống lành mạnh. Ngoài ra, việc duy trì tinh thần thoải mái thông qua việc tập yoga, thiền định cũng rất quan trọng, không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc bản thân. Người tuổi Quý Sửu cũng cần phải học cách từ chối những việc mà cảm thấy quá tải, đừng ngần ngại để nói không khi cảm thấy không đủ sức hoặc không muốn làm. Điều này sẽ giúp Quý Sửu giữ được sức khỏe tốt hơn và tránh xa những căng thẳng không cần thiết. Ngoài ra, hãy dành thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi và thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Điều này giúp Quý Sửu tái tạo năng lượng và tinh thần, chuẩn bị tốt nhất cho những thách thức tiếp theo. Một phần quan trọng khác mà người tuổi Quý Sửu cần quan tâm, đó là việc duy trì mối quan hệ xã hội tích cực. Hãy dành thời gian cho gia đình và bạn bè, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng họ. Điều này giúp Quý Sửu cảm thấy được yêu thương và hỗ trợ, từ đó tạo ra một tinh thần lạc quan và tích cực trong cuộc sống hàng ngày. Bản mệnh cũng đừng quên theo dõi tử vi hàng ngày của 12 con giáp để có cái nhìn tổng quan về vận mệnh và sức khỏe của mình. Việc này giúp Quý Sửu có cái nhìn rõ ràng hơn về những điều cần làm và tránh những rủi ro không cần thiết. Được tả phù như cánh tay trái đắc lực hỗ trợ, con đường kiếm tiền làm giàu của người tuổi Quý Sửu thêm phần thuận lợi. Tài lộc đang khởi vượng, lợi cho chính tài. Thời điểm này bản mệnh cần tập trung làm tốt công việc chính của mình, không cần lang man hay kê nhiệm quá nhiều việc khác. Nên nhớ, quý hổ tinh bất quý hổ đa, chất lượng cần được chú trọng hàng đầu, kế tiếp mới là số lượng. Tuổi Quý Sửu cũng khá tham công tiếc việc, nên đa số vẫn dành thời gian là làm thêm nghề tay trái. Nhìn chung, thứ tài trong tháng khá vượng, bản mệnh có thêm thu nhập, chi tiêu thoải mái hơn hẳn. Tuy nhiên, không nên đầu tư mạnh vào các hạng mục mạo hiểm hoặc lãi suất cao nhưng lại rủi ro, tránh xa cờ bạc đỏ đen, kẻo tiền mất tật mang. Có tiền nên giữ kín, đừng lộ ra ngoài kẻo bị kẻ xấu rình rập, không những mất tiền mà còn đe dọa tính mạng bản thân và gia đình. Bản mệnh nên cập nhật tử vi hàng ngày liên tục để có định hướng quản lý tài chính khôn ngoan hơn, tránh tiền mất tật mang. Chi phí sinh hoạt trong tháng vẫn đều đều, nhưng một vài khoản chi tiêu bất ngờ tăng mạnh như đám hiếu, đám hỉ,
thăm nom người ốm, chữa trị bệnh tật. Dù túi tiền đang trong trạng thái rủng rỉnh, Quý Sửu cũng đừng chủ quan, dù sao tiền cũng là vật chất hiện hữu, có rồi sẽ mất đi, nên học cách tích lũy để có thể chủ động trong mọi tình huống. Tiếp nối một tháng có vận trình sự nghiệp thuận lợi, được đà tuổi Quý Sửu tranh thủ tiến hành những dự định lớn đã ấp ủ từ bấy lâu. Tỷ lệ thành công khá cao, trên con đường phát triển sự nghiệp, không chỉ có mình bản mệnh, rất nhiều người khác xung quanh sẵn sàng giúp đỡ Quý Sửu. Vì thế, hãy trân trọng và tận dụng triệt để sự trợ giúp ấy, đảm bảo con đường Quý Sửu đang đi sẽ dẫn tới thành công sớm hơn. Tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Quý Sửu, mưu sự dễ thành, hầu như không va vấp trở lực nào quá lớn. Nếu có chỉ là thế lực tiểu nhân ngấm ngầm tìm cách quấy phá trong bóng tối do thiên hình dẫn dụ, dù chúng chưa công khai đã kích Quý Sửu, nhưng cũng ẩn tàng nhiều mối hung họa, nên thận trọng và đề cao cảnh giác vẫn hơn. Nếu đang giữ chức vụ quản lý hay lãnh đạo, mệnh chủ càng cần giữ cho mình đầu óc tỉnh táo, không bị kẻ xấu che mắt bằng những trò xu nịnh dối trá. Đánh bất người ủng hộ mình, tuổi Quý Sửu vốn phóng khoáng, lại không có tâm lý đề phòng kẻ xấu, nên rất dễ bị lợi dụng hoặc lừa gạt. Hãy chú ý hơn đến các mối quan hệ xã giao hiện tại, dùng cách nhìn khách quan để đánh giá mọi việc, hạn chế sai lầm xảy ra. Người làm công ăn lương có một tháng khá dễ thở khi mọi thứ dần đi vào guồng. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các hạng mục công việc đều phải gấp rút hoàn thiện, nên khối lượng và cường độ công việc cũng không hề ít, nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, tuổi Quý Sửu có thể ứng dụng phong thủy phi tinh vào cuộc sống thường nhật. Luận cát hung của cửu cung phi tinh năm 2024, tháng này có bát bạch tài tinh đương vận, chủ quản về thăng tiến công danh, tăng trưởng tài lộc, bay vào hướng chính đông và đồng cung với chính nó. Điều này có nghĩa sự may mắn và thịnh vượng sẽ được nhân lên gấp đôi ở hướng chính đông. Tại đây, Quý Sửu có thể đặt một chậu cây trầu bà để kích hoạt các khí của bát bạch. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 tuổi Quý Sửu, phương diện tình cảm có biến chuyển bất ngờ, nhất là người độc, thân nhờ một dục và bách việt xe duyên, bản mệnh mở mang quan hệ, được nhiều người mai mối, dễ tìm thấy đối tượng phù hợp. Tuy nhiên, với người đã kết hôn, đào hoa quá vượng có thể biến thành đào hoa dữ, gây ra nhiều rắc rối, trục trặc về tình cảm, thậm chí khiến gia đình rạn nứt. Vì thế, nhắc nhở tuổi Quý Sửu, nhất là nam mệnh, làm gì cũng suy nghĩ chín chắn, nghiêm cẩn giữ mình, đừng vì một phút bốc đồng mà phải đánh đổi bằng hạnh phúc đích thực. Để hóa giải đào hoa xấu đeo bám, tuổi Quý Sửu nên đặt biểu tượng gà trống trấn trị đào hoa ở phía đông nam ngôi nhà. Tháng này, nhất bạch chủ đào hoa tinh gặp thất xích chủ về thị phi, tai bay vạ gió tại đây. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Quý Sửu 1973, vận khí sung mãn, tài lộc ngút trời, đúng 3 tháng tới, từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, nếu có chỗ nào không phải, mong quý cô bác anh chị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng. Quý cô bác anh chị Quý Sửu thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Quý Sửu nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.